Ông già 120 tuổi học phác họa, nhưng bị đồ đệ 4 tuổi bắt gặp. Chỉ vì tiểu sư huynh mách lèo với tiểu sư muội, sư phụ bắt đầu buông thả bản thân rồi. Buông thả bản thân gì chứ? Muội không nhận ra à, mấy ngày nay sư phụ không đến dạy chúng ta buổi sáng nữa sao? Đúng là vậy. Tiểu sư muội, ta cho muội xem thứ này. Hội fan hâm mộ toàn cầu của lão thần tiên. Đây là cái gì vậy? Đây là một nhóm lấy được từ Đường Tiếu. Ta đã đăng ký một tài khoản, đôi ảnh đại diện thành một cô gái và lẻn vào. Rồi sao nữa? Bên trong có rất nhiều chị em nói muốn đẻ con với sư phụ. Có gì ghê gớm đâu. Chẳng phải họ chỉ nhắm vào tiền của sư phụ thôi sao? Muội không biết đâu. Ta đã ẩn mình trong nhóm rất lâu rồi. Ta hiểu rõ lắm. Xem ra sư phụ sắp tìm cho chúng ta một đống sư nương rồi. Làm sao có thể được? Một đống sư nương chỉ huy mình làm cái này cái kia. Đúng là một cơn ác mộng. Hừ, giờ ta nói cho muội một tin. Nhưng muội đừng nói là ta nói nhé. Hừ, cái lão già này. Thật xấu xa, sư huynh. Bây giờ ta sẽ đi bắt sư phụ về. Thì ra lần trước Ma Đạo Vương tấn công nhà An, bị Tiểu Nhu Nhu một mình một ngựa đại phát thần uy, đánh bại phần lớn tàn dư của Ma Đạo. Thêm vào đó, môn nhân của Phiêu Diêu Tiên Tông biết tin từ cha của Tiểu Nhu Nhu, kịp thời đến hỗ trợ. Cuối cùng đã đánh lui môn nhân Ma Đạo, thậm chí còn bắt được vài người bị đồ đệ là cảnh sát Mộc Trấn Quốc bắt đi. Từ đó Ma Đạo tan rã. Và lão sư phụ cũng hoàn toàn yên tâm, bắt đầu cuộc sống tự do tự tại. Đường Tiểu huynh, lâu rồi không gặp. Ô Tiểu Cầm muội muội, em càng ngày càng xinh đẹp rồi. Đường Tiểu huynh miệng ngọt thật đấy. Em còn chút việc, em đi trước nhé, tối nay sẽ đến tìm anh. Điều mà lão sư phụ không biết là ông ấy đã bị tiểu đồ đệ Âu Dương Phi Phi tố cáo. Con bảo Tiểu Nhu Nhu là tông chủ đi bắt của tang. Linh Nhi, chắc chắn là ở đây sao? Sao trông giống trường học thế? Được rồi, chúng ta lên trên tìm thử xem. Rất nhanh sau đó, tại một phòng học ở tầng 3, Tiểu Nhu Nhu cảm nhận được khí tức của sư phụ. Ơ sư phụ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang dạy họ vẽ bùa chú? Không phải lại nhận thêm một đống đồ đệ chứ? Lúc này, người phụ nữ để chân nửa thân trên ở phía trước đột nhiên đổi một tư thế. Điều này làm Tiểu Nhu Nhu giật mình. Lão sư phụ đang bắt nạt phụ nữ. Nếu không sao người phụ nữ đó nửa ngày không dám động đậy. Hừ, này, lão già kia, ông đang làm gì vậy? Nhu Nhu, con đang làm gì vậy? Ở đây đang có lớp học, con đến đây làm gì ồn ào vậy? Lớp học? Đừng tưởng con không biết người già mà không đứng đắn. Đến đây bắt nạt cô gái nhỏ, phải không? Con đang nghĩ gì vậy? Đây gọi là hội họa nghệ thuật, hiểu không? Nghe thấy vậy, Tiểu Nhu Nhu lập tức nhặt một tờ giấy vẽ từ dưới đất lên. Ơ có vẻ thật sự đang vẽ tranh, chứ không phải đang vẽ bùa chú. Thế này thì ngại quá. Xin lỗi, con nhầm phòng rồi. Chết rồi chết rồi. Lại gây họa rồi. Vậy chắc chắn lại bị sư phụ đánh mông nữa rồi. Sư phụ, con có được tin đáng tin cậy. Chủ tịch hội anh đào Ito Hideo sẽ đến cửa thách đấu vào ngày mai. Bọn Nhật này lòng tham không đấy. Lần trước ăn cắp thần châm bị bắt, lần này trong mục đích vẫn như cũ. Sư phụ, ngày mai ra tay, phải dạy cho bọn coi trời bằng vùng này một bài học. Đúng, hãy để họ xem biển thức thần châm của chúng ta mạnh đến mức nào. Đã có người đến thách đấu, có thể kiếm chắc gì từ đó không? Trước đây mở phân đường tông môn ta, số tiền mềm mại đó đã tiêu hết rồi. Bây giờ nghèo đến mức kêu leng keng. Sư phụ, lần này chúng ta nhất định phải bòn rút bọn cướp phương Đông này một khoản lớn. Khoảng 9 giờ ngày hôm sau, lão Vương, bậc thầy y học Trung Hoa đến, còn dẫn theo một nhóm nhân sĩ giới y học. Tiểu sư phụ phải cẩn thận đấy. Hội y học anh đào này chúng ta đã từng tiếp xúc. Cứ vài năm, họ lại cử người đến so tài với giới y học trung y của chúng ta. Trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí còn kết hợp hóa học hiện đại, công nghệ sinh học vào y thuật, hình thành một loại y thuật kết hợp Đông Tây. Được rồi, cứ yên tâm. Hôm nay chính là ngày nâng cao trung y Hoa Hạ và lấy lại lòng tự tin. Đây là chủ tịch Ito Hideo của hội y học anh đào chúng tôi. Hôm nay đến đây thách đấu với quý viện, lấy bảo vật y môn thần châm Osuka làm vật cược, đặt cược với biện thước thần châm của các vị. Hừ hừ, đúng như lão triệu đã đoán.